Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai quy định số 58 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và hướng dẫn số 01 ngày 5 tháng 8 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện quy định số 58. Về phía tỉnh, tham dự hội nghị có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, liên quan đến sự sống còn và vai trò lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng có tính chất chiến lược lâu dài trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị. Để hội nghị đạt kết quả cao, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự, đặc biệt là các đồng chí làm nghiệp vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại các cấp ủy, ngoài nghiên cứu quán triệt cần tích cực thảo luận, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để lãnh đạo Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc. Tại hội nghị, ông Nguyễn Kim Minh, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị Nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp triển khai quy định số 58 của Bộ Chính trị, hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thẩm tra xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ đảng viên quần chúng khi được xem xét kết nạp vào Đảng và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ của các đơn vị địa phương. Hội nghị đã góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực, nghiệp vụ của cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Chiều nay, ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án thành phần 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Cùng dự họp có ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương có liên quan. Qua báo cáo dự án cao tốc giai đoạn 1 do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư có quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài tuyến khoảng 58 km, diện tích đất phải thu hồi thực hiện dự án khoảng 345 ha. Thời gian khởi công dự kiến trước ngày 30 tháng 6 năm 2023, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027. Tổng mức đầu tư khoảng 12.072 tỷ đồng. Đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng được khoảng 53,1 km và bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc, dữ liệu không ảnh về cho các địa phương quản lý. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho từng hạng mục công trình, xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và đề xuất kiến nghị một số nội dung trọng tâm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo nghị quyết 91 của Chính phủ. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư và các sở ngành địa phương trong việc thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Qua đó đề nghị các sở ban ngành và địa phương có liên quan cần tiếp tục tổ chức sắp xếp công việc tiếp theo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để dự án được khởi công xây dựng đúng tiến độ đã đề ra. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao cái tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng các đồng chí. Với tinh thần đó thì kết quả đến nay đó thì nói về cái dự án thành phần 4 cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng thì đoạn qua Sóc Trăng chúng ta kết quả hiện nay thì các công việc là chúng ta cơ bản và có thể nói là thực hiện tốt theo cái quy định ở nghị quyết 91 của Chính phủ liên quan đến cái tất cả các nhiệm vụ này. Thì đề nghị là từng thành viên ban chỉ đạo chúng ta tiếp tục trách nhiệm phối hợp chặt chẽ các cơ quan trực tiếp làm như là Sở Tài nguyên Môi trường nè, Sở Xây dựng nè, Sở Giao thông Vận tải nè, chủ đầu tư Ban Quản lý dự án 2, rồi các huyện Mỹ Tú, thành phố Sóc Trăng, Mỹ Xuyên, Trần Đề là những đơn vị phải tích cực và tính toán phân chia công việc, phân công cán bộ, công chức, viên chức, rồi cả hệ thống chính trị tham gia
thực hiện cho thành công cái dự án này. Cũng trong cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng, dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 và dự án cảng Trần Đề. Đồng thời nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 1 vành đai 2 và dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây.